Xin cảm ơn và kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube của chúng tôi. Thưa quý vị, cuộc sống của chúng ta luôn có những thứ khó có thể lý giải được, những chuyện lạ luôn diễn ra hàng ngày hàng giờ xung quanh cuộc sống. Tùy vào môi trường và văn hóa, những điều lạ lùng ấy có thể là việc làm bình thường ở đất nước này nhưng lại là điều lạ lẫm và nguy hiểm ở một đất nước khác. Ví như chuyến tàu này làm sao lại có thể chở được hàng nghìn hành khách mà vẫn đi bon bon trên đường sắt suốt hàng chục năm qua. Với những người khác, khi nghĩ đến sẽ thấy đây đúng là một chuyện nguy hiểm ảnh hưởng đến tính mạng. Những người dân ở đây lại coi đó là chuyện bình thường. Khung cảnh ngột ngạt chèn lẫn nhau tại những chuyến tàu cho người xem hiểu thế nào là cảm giác chật chội Ngoài những khoang ghế đã kính chỗ khoảng 2.000 người, bao gồm cả người lớn và trẻ nhỏ, leo lên bên mái và nóc tàu để trở về, chấp nhận thách thức mọi nguy hiểm. Một khách nam 33 tuổi có mặt trên chuyến tàu chật chội như vậy giải thích. Tàu đông nhất vào thời điểm sáng sớm và chiều tối, khi đó người dân bắt đầu vào thành phố hoặc trở về nhà. Cùng mấy ai may mắn có một ghế ngồi bên trong, chúng tôi phải chấp nhận việc ngồi trên mái hay đu bám xung quanh quên đi những khoang ghế ngồi thoải mái để thư giãn. Chuyến tàu ở Bangladesh luôn trong tình trạng đông nghẹt khách. Yusuf Tostha, nhà làm phim tài liệu đã trải qua nhiều ngày dài ở nhà ga xe lửa thuộc thành phố Dhaka để ghi cảnh tượng chằng lấn này. Chia sẻ về bộ hình, nhiếp ảnh gia tiết lộ anh cũng mạo hiểm không kém khi leo lên mái tàu để ghi hình vào thời điểm tàu chạy tốc độ có thể lên tới 43 km/h. Anh giải thích hầu hết mọi người ngồi trên mái tàu. Đôi khi các hành khách sẽ nắm chặt tay nhau để giữ thăng bằng. Vào thời điểm lễ hội, lượng người đổ về còn đông hơn. Tất cả đều muốn sớm về nhà nên họ chấp nhận nguy hiểm. Thưa quý vị, theo một báo cáo của chính phủ Ấn Độ, mỗi năm có khoảng hàng nghìn người thiệt mạng vì ngã xuống đất từ các toa tàu đang chạy. Loại tai nạn được coi là vô cùng nguy hiểm ở các quốc gia khác. Tình trạng hệ thống đường sắt quá tải với những đoàn tàu chật cứng người chính là nguyên nhân của những sự cố hy hữu này. Ấn Độ sở hữu mạng lưới đường sắt lớn thứ tư thế giới. Điều đó đồng nghĩa với việc 23 triệu người sử dụng tàu làm phương tiện đi lại mỗi ngày. Đây là lý do chính khiến các toa tàu luôn trong tình trạng quá tải và người sử dụng thực sự phải đánh liều mạng sống để không bị bỏ lại sau mỗi cuộc hành trình. Với 100.000 km, đường sắt của Ấn Độ là một trong những phương tiện giao thông chủ lực trong các thành phố, không giống hệ thống tàu điện ngầm chạy dưới lòng đất ở các nước phương Tây. Hệ thống đường ray của Ấn Độ chạy nổi giữa lòng thành phố, mỗi năm có khoảng 15.000 người thiệt mạng vì tai nạn liên quan tới việc băng qua đường ra. Trong đó, riêng tại Mumbai có khoảng 6.000 người chết mỗi năm vì tai nạn tàu hỏa. Hệ thống đường sắt ở đô thị đông đúng là nguyên nhân cho số người thiệt mạng lớn ở Mumbai. Cũng riêng tại thành phố này, mỗi năm có khoảng 1.000 người thiệt mạng vì ngã khỏi các toa tàu chật cứng người. Hình ảnh hành khách đu mình trên những toa tàu đang chạy không phải cảnh tượng hiếm gặp ở Ấn Độ. Những sai lầm nhỏ đều có thể phải trả giá bằng chính mạng sống của mình. Tai nạn đường sắt ở Ấn Độ xảy ra nhiều đến mức người ta đã quen với chúng. Tai nạn xảy ra từ các vùng nông thôn hoang vắng, tới những tuyến đường sắt chạy qua các thành phố lớn, có tới 17.480 trường hợp tử vong xảy ra khi người dân tìm cách băng qua đường ray, vốn không có hệ thống rào chắn hay ngã từ các đoàn tàu đang chạy. Hệ thống đường sắt của Ấn Độ được xây dựng từ thời thuộc địa của Anh. Trải qua thời gian, chúng đã trở nên vô cùng cũ kỹ và không đáp ứng đủ nhu cầu của người dân. Ở thời điểm hiện tại, Ấn Độ đang nỗ lực hiện đại hóa hệ thống đường sắt để đáp ứng các yêu cầu mà tăng trưởng kinh tế mang lại cho quốc gia 1,4 tỷ dân này. Theo PVC, hơn một phần tư các tuyến đường sắt của Ấn Độ đang quá tải và 50% trong toàn bộ hệ thống đang ở mức gần quá tải. Mạng lưới đường sắt quốc gia với 1,3 triệu lao động đang phải vật lộn để theo kịp với tốc độ tăng hành khách, cũng như nhu cầu vận tải và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế. 94% doanh thu từ hệ thống đường sắt được dùng để trang trải chi phí hoạt động và các trách nhiệm xã hội. Chỉ số ít được dùng để nâng cấp hệ thống đường sắt ọp ẹp, cũ kỹ. Hiện tại, hầu hết các cây cầu đường sắt ở Ấn Độ đều có tuổi đời trên 100. Thời gian khiến chúng trở nên bất ổn, tiềm ẩn những tai họa. Hệ thống đường sắt được xây dựng từ gần 200 năm trước dưới thời thuộc địa Anh vẫn đang được sử dụng dù chúng đã rất cũ kỹ và lỗi thời. Tuy nhiên, người dân vẫn không có sự lựa chọn nào khác thay thế hệ thống phương tiện này. Vấn đề với ngành đường sắt đang ngày càng trở nên nhức nhối. PVC nhận định hệ thống đường sắt già nua đang làm tổn thương đến nền kinh tế Ấn Độ. Ngoài ra, mức phí vận tải quá cao, đắt cấp đôi ở Trung Quốc, khiến đường sắt bị quay lưng không thường tiếc. Hiện tại, chỉ khoảng 30% lượng hàng hóa ở Ấn Độ được vận chuyển bằng đường sắt, giảm mạnh so với gần 80% ba thập niên trước. Manish Agarwal, Quan chức cấp cao của p v k ở Ấn Độ nhấn mạnh, hệ thống đường sắt cũ nát khiến nó không còn khả năng đảm bảo vận chuyển hàng hóa kịp thời. Hệ thống đường ray được dùng chung cho cả việc vận tải hàng hóa và hành khách. Khi sự ùn ứ xảy ra, tàu khách thường được ưu tiên, điều này khiến hàng hóa không đến đích đúng lịch trình. Trong khi đó, với các hành khách, tàu cũng là lựa chọn không mấy vui vẻ. Trong cái nóng lên tới 40 độ C, những toa tàu chật ních không có điều hòa thực sự là cực hình. Vấn đề an ninh và an toàn cũng không được chú trọng bởi tình trạng quá tải diễn ra thường xuyên. Nhiều tai nạn hy hữu như ngã khỏi tàu hay bị điện giật khi ngồi trên nóc các toa xe thường xuyên xảy ra. Aquavon nhận định đường sắt Ấn Độ rất thiếu đầu tư. Trong khi đó, nhà khai thác không thể nâng giá vé bởi những tác động xấu có thể gây nhiều hệ lụy cho cả xã hội. Hiện tại, toàn bộ hệ thống đường sắt nằm dưới sự quản lý của một công ty quốc doanh các khoản đầu tư mới cũng đang được chính phủ ấn độ chú trọng nhưng việc đưa các dự án này vào hoàn thiện vẫn còn nhiều thách thức hiện tại ấn độ đang sử dụng hình thức hợp tác công tư ppp để nâng cấp hệ thống đường sắt các dự án này cũng cần đáp ứng hàng loạt yêu cầu để có thể thu hút nguồn vốn fdi từ nước ngoài điều mà họ chưa làm được trong nhiều năm qua khiến hệ thống đường sắt vẫn mãi ngổn ngang và ọp ẹp nằm ẩn mình dưới những khối thép, gỗ và khói bụi trong hơn một thế kỷ. Tuyến đường sắt dài nhất Ấn Độ đã chứng kiến biết bao mảnh đời đang trắng dọc chiều dài đất nước này. Từ những người nặng lòng vì chia ly đến khuôn mặt nhẹ nhõm khi được rời xa thế giới mệt mỏi để đến vùng trời quên lãng. Việc đi chậm đem lại cho con người những giá trị cuộc sống mà trong tương lai có thể mất đi. Trải nghiệm 5 ngày 4 đêm sống trên chuyến tàu Vives Express nhiếp ảnh gia National Geographic Matthew Parley nhận ra việc đi chậm đem lại cho con người những giá trị trần quý, có thể mất đi cùng với nỗ lực thay máu hệ thống đường sắt của chính phủ Ấn Độ. Parley mô tả về hành trình đặc biệt mà ông trải qua, trong một khoảnh khắc, sự mới mẻ, đẹp đẽ và nhét nhát có thể xảy ra đồng thời. Bắt đầu từ điểm cực nam Ấn Độ, chuyến tàu kéo dài xuyên suốt tuyến đường 4.243 km từ Kaneya Kumari tới Dibrugrad. Dưới cái nắng chói chang của đường xích đạo, đây là tuyến đường sắt dài nhất ở tiểu lục địa Ấn Độ. Chuyến tàu chật cứng người khiến mọi thứ dường như ngưng động, tách biệt với thế giới bên ngoài, ngay cả thời gian như cũng bị gián đoạn. Nó khiến mọi người phải sống chậm lại, 5 ngày, 4 đêm là một khoảng thời gian không dài với cuộc đời một con người Tuy nhiên, hành trình đó có thể mang lại những cảm nhận khác biệt hoàn toàn ở đời sống thường ngày. Vào tháng 4 năm 1853, tuyến đường sắt đầu tiên của Ấn Độ chính thức đi vào hoạt động. Tuy nhiên, nó chỉ kéo dài gần 40 km từ Bombay tới Thana. Dẫu vậy, đây vẫn là một sự thành công rất lớn của kỹ thuật. Trải qua 162 năm, đường sắt không chỉ làm thay đổi cả một nền văn hóa Ấn Độ, mà còn trở thành một phần không thể thiếu của quốc gia này các nhà khoa học thừa nhận xã hội công nghiệp ngày nay đang trải qua một nạn đói thời gian ngược đời con người luôn cảm giác có quá nhiều việc phải làm và không đủ thời gian để hoàn thành nó điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng thưởng thức những trải nghiệm phi vật chất của một con người chúng ta đều đang làm mọi thứ nhanh hơn nhưng chúng ta lại không cảm thấy có nhiều thời gian rảnh hơn trong khi Ấn Độ vẫn không ngừng nghĩ về tương lai, không rõ thế hệ hành khách tiếp theo của đoàn tàu này sẽ như thế nào. Với khoản vay hỗ trợ trị giá 12 tỷ đô la Mỹ từ chính phủ Nhật Bản, Ấn Độ đang xây dựng một đoàn tàu cao tốc kết nối các thành phố Mumbai và Ahmedabad. Kế hoạch này sẽ khởi đầu cho một cuộc cách mạng trong ngành đường sắt Ấn Độ và thúc đẩy hành trình đi tới tương lai của đất nước. Thủ tướng Narendra Modi nói đoàn tàu sẽ trở thành động lực cho một cuộc chuyển đổi kinh tế. Đây có lẽ là tính hai mặt của hiện đại hóa, vật chất ngày càng gia tăng trong khi tinh thần càng thêm hao mọt. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!